Anh ơi, hướng dẫn em làm giấm tỏi đi anh. Em làm mấy lần mà tỏi bị xanh, không biết lý do tại sao. Ok em nhá, tiếp tục chủ đề pha món nước chấm thần thánh ngày hôm qua. Được rất là nhiều bạn quan tâm và cũng rất là nhiều bạn muốn học ngâm giấm tỏi. Hôm nay thì mình sẽ làm video trực tiếp cho mọi người nhá. Nước chấm có ngon ấy thì còn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của giấm tỏi. Khi mua tỏi mình thường sẽ chọn các quán chuyên bán đồ khô nhá, thì hàng hóa sẽ ngon và chất lượng ổn định. Tỏi sẽ dùng tỏi ta thì khi ngâm sẽ thơm hơn. Còn đây là em tỏi cô đơn nhá. Bác nào đang cô đơn ấy, mua em này về ăn ấy, ngâm ấy thì đảm bảo hết cô đơn luôn. Xin chào cả nhà nhá, là mình Thế Lòng Sẽ Thiếu đây. Mấy hôm nay không nói câu này sợ mọi người quên mất mình rồi. Đây mọi người nhìn này, tỏi khi ngâm lên nhá, tỏi vẫn rất là trắng, ớt không bị lát, thơm thì đã yêu cầu mọi người nhá. Nguyên liệu pha giấm sẽ bao gồm tỏi nhá, tỏi sẽ dùng tỏi ta này và phơi khô rồi nhá. Trường hợp mà tỏi vẫn còn tươi ấy, khi ngâm lên giấm tỏi sẽ rất dễ bị xanh, đặc biệt là vào mùa đông. Tỏi sau khi thu hoạch phơi không được khô nên trường hợp xảy ra màu xanh rất là nhiều. Và đặc biệt là với tỏi tây nhá, củ rất là to và đẹp ấy nhưng mà không được thơm và đặc biệt ấy là rất là dễ bị xanh. Nguyên liệu tiếp theo sẽ là ớt, giấm, đường và rượu. Tỏi sau khi mua về trường hợp mà mọi người thấy nó vẫn còn tươi thì mọi người có thể phơi khô thêm nhá. Đây sau đấy thì anh em mình sẽ đi bóc tỏi này, cắt ớt này. Về phần tỷ lệ các loại mình sẽ để cuối clip nhá, các bác có thể theo dõi cuối clip. Đây mọi người nhìn này, đây là tỏi ta nhá, rất là thơm. Còn đây là tỏi tây này, củ rất là đẹp nhưng mà gần như không có mùi. Tỏi ngâm giấm để khách ăn luôn thì mình sẽ cắt hạt lựu nhá, để khi khách ăn tỏi vẫn còn giữ được vị ngọt. Còn với tỏi để ngâm giấm, pha nước mắm hay là bóc lòng thì mình sẽ dùng máy xay nhá, làm cho hiệu quả. Tùy vào mục đích sử dụng nên là mình sẽ chọn phương thức khác nhau chứ chẳng tự nhiên đi cắt thủ công làm gì cho nó mất thời gian. Đấy, sau khi làm xong thì mình sẽ cho các đồ vào nhá. Đấy, đường, giấm, tỏi, ớt. Đấy, và đặc biệt là có rượu nhá. Sau khi cho mọi thứ vào thì mình sẽ quấy đều nhá để đường tan ra. Ok, để khoảng 4-5 ngày là chúng ta đã có một lọ giấm tỏi thơm ngon rồi. Đấy nhá, đây là cái chia sẻ cá nhân của mình nhá. Đấy, đây là mọi người tham khảo thôi. Nên giả sử như bạn nào có cách làm khác thì có thể để lại comment để mọi người có thể là có cái cách ngâm giấm tỏi ngon. Thật sự với mọi người khi đi ăn bún phở hay cháo lòng có lọ giấm tỏi thơm ngon là đã ghi điểm rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá.